chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, tối đêm nay mình đi chợ hoa Sa Đéc xuất hiện mấy chú chim rất là đẹp. Mình quay cho các bạn chiêm ngưỡng cùng mình nha. Ồ, các bạn có biết hoa này là hoa gì không? Đây là bông trang, còn gọi là mẫu đơn. Đặc biệt đây là bông trang vàng. Ồ, các bạn có biết đây rất là đẹp. Đây là một chú chim. Mình thấy đẹp quá, mình quay. Đây rất là đẹp. Đây chú chim này, chú chim màu đỏ. Giờ hoa Sa Đéc Tết nhanh dần 2022. Xin chào tất cả. Uống gì đây các bạn, thấy đâu có dễ đâu nè. Rất là khó luôn. Công phu lắm. Dân mạnh khéo quá. Cái này thuộc hàng nghệ nhân này nha các bạn. Các bạn thấy đây gọi là nghệ nhân. Để nghệ nhân uống quá đẹp. Nguyên một hàng. Đẹp quá các bạn. Mình bỏ công mình đi qua cho các bạn. Xa gì đây là rõ nét, gần thì cũng rất là đẹp. Dạ cho con quay nhờ nha chú. Dạ chú ơi, cho con hỏi cái bông trang này xuất xứ từ đâu vậy chú? Dạ ở Đồng Tháp. Cái này mình uống chắc lâu năm lắm mới được gì phải không chú? Dạ nè, mình quay chú đang ngồi uống trà đó, mà chú là nghệ nhân luôn, cái này chú uống luôn. Trời ơi chú khéo quá chừng luôn, rất là khéo, nghệ nhân luôn á nha chú. Đây chim thấy không, nhóc chim chưa, Tết mà gặp chim may mắn luôn. Chim là chim quý. Dòng xa vàng đèn lên dân phố lung linh. Qua tiếng dòng xa đưa. Cái bông trang này là bông trang của Việt Nam hả chú? Dạ, con. Dạ, còn gọi là mẫu đơn đó ha. Dạ. Tên mẫu đơn rất là đẹp. Dạ. Chú khéo quá, thuộc hàng nghệ nhân rồi. Để mình quay nguyên hàng cho các bạn xem. Gà, gà hả anh? Ồ, gà. Ờ, này là bồ câu. Nãy giờ bồ câu mà nhìn chưa ra. Hòa Bình. Hòa Bình. Mùa xuân hòa bình, mùa xuân thanh bình, hoa nở rực rỡ. Đây. Đẹp mái giường hồng quê ta, phố qua thơm ngát đồng bằng. Xa đẹp mình
Rồi, tổng quan về đây cho các bạn xem ha. Chúc các bạn ngủ thật là ngon giấc. Hẹn gặp lại.